vậy là Ngọc Thảo chị đã quay lại với số mới của bàn tay kỳ diệu rồi. Các em biết chiếc mặt của chị là gì không? Là một mô hình mini game mà các em có thể tự tay làm ở nhà, rất là dễ luôn. Và sau đây chị sẽ hướng dẫn cho các em làm mô hình mini game bắn thú nha. Chị sẽ đặt tên là cho thú ăn. Và sau đây là những nguyên liệu cần có. Tất nhiên là mình phải có hình thú rồi. Chị thích khỉ nè, thích cú, thích kala, thích con này. Con này nhìn trên hình hơi xấu thôi nhưng mà ở ngoài nó hiện dễ thương lắm. Và cần rất là nhiều bìa. Tại vì mình sẽ dùng cái bìa này để tạo ra hình khối của cái trò chơi mini. Mà cái trò chơi mini này các bạn có thể mang đi qua nhà bạn chơi hoặc rủ bạn chơi cũng được nữa. Và keo, súng bắn keo, rất là cần nhiều súng bắn keo luôn á. Tại vì muốn chắc chắn thì các bạn phải dùng súng bắn keo để định hình cái bìa cạch tông này mới được. Rồi dao, dao nhỏ, dao lớn, bút, kéo, băng keo, băng keo. Rồi bây giờ chị đến phần cắt nhé. Đầu tiên là chị cần đế và hai thành của mô hình. Ngang là 40, dọc là 60. Ui, chị sợ tiếng đọc giấy lắm. Thì bây giờ chị sẽ cắt cái phần cao trước. Sau đó chị sẽ gọt lại xuống đây thành 10. Giấy lắm, nhất là giấy dày, nghe nó cứ buốt 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 trong lòng ấy. Và bây giờ là đến hai cái thành của cái đế. Thì hai cái thành của cái đế chị sẽ có cái phần cao và phần thấp. Phần cao của chị sẽ là 30 và phần thấp của chị sẽ là 15. Chịu xong cái tiếng gọi là tiếng cắt giấy thì chị đã có hai cái thành kế bên rồi. Chị sẽ bỏ qua một bên nha. Còn tiếp theo chị sẽ vẽ một cái đường và sau đó mình sẽ dán một miếng cắt tông cao lên một khoảng để làm đường thức ăn rơi. Thức ăn của chị ở đây chính là trái banh này. Và mô hình của chị xíu nữa chị sẽ dán ngang lên như vậy nè, để mà khi mà các em chọi lên á thì nó sẽ lăn xuống. Và đây là đồ ăn của chị, nó sẽ rơi xuống và nó sẽ trở về một nơi mà mình có thể thu lại hết cái đồ ăn này và mình chơi tiếp. Đi nhé, từ những cái đường này chị sẽ cắt một miếng bìa cao khoảng như đây. Như đây là bao nhiêu? Là khoảng 5 cm. Khoảng 5 cm, dọc như vậy. Và chị sẽ dán theo cái đường này để mà xíu nữa banh rơi nó sẽ có cái bệ đỡ chỗ này và nó làm rớt cái banh xuống đây. Cắt và dán luôn bên đây nhé. Rồi, đây là những cái miếng thành cao 5 cm và dài theo cái kích thước mà chị đã vẽ ở dưới cái đường xích sắt á, của cái là chiều ngang của cái đường xích sắt á. Bây giờ chị sẽ dán vô. Chị đã làm xong đường zig zag của mình rồi và chị rất là hào hứng để thử cái banh này. Cái banh này là đồ ăn nha.
biết chưa? Chơm tuột luôn. Còn bây giờ cái phần ở trên này chị sẽ trang trí tùy ý thích, chị sẽ chia thành 3 khung màu chẳng hạn để nhìn cho cái lồng ở phía trong của mình nó đặc sắc hơn ha. Thì chị sẽ dùng giấy màu để dán đây. Và ý tưởng trang trí cho cái mô hình cho thú ăn này của chị sẽ là bên kia là bên sông, còn bên đây là bên bờ sông khác, ở giữa sẽ là biển. Biển thì là màu xanh, còn đất bên đây chị sẽ là màu xanh lá cây tượng trưng cho cỏ, còn màu xanh dương này chị sẽ tượng trưng cho biển ở khúc giữa. Còn cái phần dưới này thì sẽ tí xíu nữa chúng ta sẽ làm một cái phần để che đi, nên các em không cần dán ở cái phần vết chắc dưới này đâu, mình chỉ cần dán tới cái phần ở đây thôi. Là cái khoảng màu xanh của chị từ khúc này, nhưng mà chúng ta không cắt bớt đi cái phần phía trên nhé, chúng ta chỉ cắt cong lại thôi. Xong, các em thấy được ngọn sóng lung linh của chị chưa? Bây giờ chị sẽ xếp phần keo ra và dán cái phần này vào cái ngay phần vàng, thì mình sẽ dán ngay đỉnh này luôn nha. Cái đề ca này chúng ta phải vuốt vuốt như thế này để cho nó không bóng hơi ở trong á, thì nó sẽ đẹp hơn và nhìn cái mặt phẳng của mình nó như thế này này, rất là trơn tru luôn. Còn phần này chị sẽ dán màu xanh thôi. Rồi bây giờ chị sẽ trang trí hai cái thành này. Ta-da! Bây giờ chị đã có một cái bề mặt của mô hình rồi và hai cái thành. Bây giờ phần trang trí hai cái thành thì phía ngoài màu đỏ và phía trong cái phần mà thấy được chị cũng đã dán màu đen rồi. Bây giờ chị sẽ ráp lại 3 miếng này với nhau nhé. Và nhớ là khi ráp thì các em cho nó có một cái để cái miếng này có một cái đường nó nghiêng xuống để banh của mình khi mà mình quăng vào thì nó sẽ tự rơi về vị trí cũ nhé. Ta-da! Chị đã ráp xong mặt phẳng và hai thành ngang của mô hình được trò chơi của chị rồi. Bây giờ chị sẽ thử món đồ ăn là cái banh của chị xuống xem là nó có rơi về vị trí cũ không. Chính xác là đã rơi. Ha 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 ha. Tiếp theo chị sẽ hướng dẫn các em làm một phần quan trọng nhất của cái mini game của chúng ta, đó chính là một phần không thể thiếu, đó chính là một cái bàn đẩy. Thì bàn đẩy của chúng ta thì chỉ cần các em cắt một cái hình giọt nước như thế này, hoặc là nó cũng giống như một cái kim la bàn, và chấm một lỗ dưới này nhé. Cắm một cái nút ở đây để chúng ta biết làm gì không, phải đục nó ra. Chị sẽ dùng tâm ta để đục. Đây. Chính xác là như thế này đây. Một miếng bìa hình la kim la bàn hoặc là hình giọt nước. Sau đó khoét một lỗ chính giữa. Rồi, để nó sang một bên. Tiếp theo là để mà tạo cho cái la bàn của chúng ta nó chắc và cái bàn đẩy của chúng ta có thể bật được, thì chúng ta cần có hai cái chốt hai bên thì chị làm bằng giấy cạc tông luôn. Giấy cạc tông mà chị cắt thành chữ nhật hơi vuông vuông như thế này, và giấy cạc tông nào chị cần mỗi bên 4 miếng đục lỗ hơi chính giữa như thế này, một thanh que ghép lại tâm xuyên qua. Chị đứng nó lên và dán hai cái miếng thành trên lại.
dẹp xong rồi nè. Và nó là giống như cái chốt vậy đó. Rồi chị cần thêm hai thân que nữa. Chị dán hai cây lại cho nó chắc. Bây giờ chị sẽ dán vô cái la bàn của chị. Và nhớ là cái hướng để giữ thun thì sẽ quay ra ngoài nha. Còn cái chỗ cái thanh á thì sẽ ngay cái đường tâm chỗ cái nãy chúng ta đục như thế này. Tiếp theo dùng tiếp một que kem và một cái nắp chai. Dán cái nắp chai nào và dán cái nắp chai này vào thanh que kem. Một đầu thôi. Rồi, phần còn lại găng thun. Chỉ có 3 cọng chun. Đó, chị găng vô đây. Bây giờ cái lỗ này chị cần phải đục khoét to hơn. Làm sao mà chúng ta có thể nhét vừa một cái chấu này. Cái chấu này xíu nữa chị sẽ dán vào cái khun của mình. Vừa rồi nè. Xong. Bây giờ chị sẽ ráp cái bàn đẩy này của chị vào cái khung mô hình của chúng ta. Sau khi là cái tâm của chị đã cứng và chắc rồi thì chị sẽ ráp cái la bàn của chị vào. Chị ráp vô rồi đó. Rồi bây giờ gần như là hoàn thành rồi. Chị chỉ cần gắn thêm một số cây dừa, rồi chị dán thú lên, rồi chị làm cái vòng tròn. Cái vòng tròn thì các em có thể làm từ nhiều cách. Như chị thì chị lấy một cái ly nước như này. Sau đó chị cắt bỏ phần đuôi đi và phần trên chị sẽ làm là cái rổ và chị dán vào cái cây dừa. Sau đó nó sẽ là giống như là một cái chỗ để hướng trái banh ấy. Nhưng mà các em bắn được trái banh vô cái lỗ này thì là các em ghi điểm. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em làm phần đó nha. Ta-da, bây giờ đến phần trang trí cây dừa. Cây dừa thì cũng rất là dễ làm thôi. Chắc em chỉ cần cắt những cái hình như là hình cọ, sau đó rồi một cái thanh của dừa và dán đen. Còn đây thì dán màu xanh hình cây dừa. Chị dán thú lên nữa. Sau đó chị sẽ dán cái cây này vào cái khung của mình ở đằng sau. Đây là những cái ly và chị sẽ cắt. Chị giữ cái phần trên này của cái ly thôi để là điểm bắn cho các em đó. Chúng ta sẽ dùng cái phần trên đó là dán lên cây dừa. Muốn cây tròn đẹp thì chúng ta sẽ cắt từ dưới cắt lên. Nó trông như thế này nè. Dán lên cây dừa. Và những cây còn lại chúng ta cũng sẽ làm y chang như vậy nha. Giờ chị sẽ dán những cây dừa lên cái khung của chúng ta nữa. Làm đi đi game của chúng ta đã hoàn thành rồi. Rất là nhanh, rất là nhanh. Đẹp quá. Tiếp theo là một cây dừa bự nữa. Ta-da, các em thấy sao? Đây là mô hình bắn thú của chị. Rất là dễ thương đúng không? Tuy là hơi phức tạp và nhiều công đoạn nhưng mà thật ra thì rất là dễ làm. Không khó đâu, các em cứ làm từ từ rồi sẽ được nha. Còn bây giờ chị sẽ chơi thử cho các em xem. Đặt cái banh lên bàn đẩy. Bây giờ chị muốn bắn vào ô giữa cho dễ. Ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, giỏi quá. Trúng mặt nó nhưng không trúng lỗ. Đâu rồi, banh chưa chạy ra. Chơi lại nhé. Ôi. Chị bắn trúng lỗ khỉ rồi nè. Hay quá. Còn bây giờ chị phải nói lời chào tạm biệt với các em rồi. Nhớ đón xem những số tiếp theo của Bàn Tay Kỳ Diệu trên channel Ngọc Thảo, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần. Bye bye.